gương nhé, nè xe một taxi đang vượt này, đèn nháy này, đó, đèn nháy này. Đây là cảnh báo điểm mù trên gương trên BMW X5 Sport này anh em nhé. Khi mà có xe đi qua ấy thì là đèn nó sẽ nháy ở trên gương, và khi mà mình xi nhan về rẽ về phía bên có xe vượt ấy thì là vô lăng sẽ rung. Vô lăng sẽ rung. Đây là tính năng an toàn mà hầu hết trên xe BMW X5, X6, X7 không được trang bị. Thời gian lắp đặt của cảnh báo điểm mù trên gương này thì khoảng 4 tiếng cả lắp cả coding nhé. Option chính hãng.